Con nó hiền quá thì mình cũng lo. Thôi, thà nó hiền lành như thế mà để đức cho con cháu. Cho dù mà giàu có thì cũng chẳng được gì đâu. Tao nói vậy mày nghĩ có phải không? Trời ơi, lần đầu tiên mới nghe bà nói chuyện đàng hoàng đó nha. Mình đâu phải sống một mình đâu chị, phải lo cho đời con, đời cháu nữa. Tôi mà có con á, tôi cũng tính như chị thôi. Có nhiều ăn nhiều, còn để đức cho đời con cháu, còn hơn là làm ác. Rồi nó phải trả quả báo cho mình, tội lắm. Tao thấy có đôi lúc ông trời cũng không có công bằng lắm. Gì nữa đấy, nói động đến trời ông kêu Thiên Lô đánh bà đó nha. Ông, tao á là bán tôm bán cá sát sanh hại mạng, nên ông trời ông bắt tao si rồi que như vậy á thì tao nhận. Tao không quán trách gì hết, mong trời ông cho tao được thằng biển nó hiền lành hiếu thảo để bù lại, để bắt không nó trả quả báo thay tao. Tao cảm ơn ông trời nhiều lắm. Trời ơi, mới trách ông trời đó bây giờ nói công bằng rồi, sao đâm ban vậy bà già? Trách giùm mày đó. Trách giùm tôi chuyện gì? Mày là cái đứa sanh vỡ đỡ lòng, coi mày vậy đó. Nhưng mà bên trong mày rất là tốt bụng. Lẽ ra ông trời ông cho mày một đứa con để mày hữu hỷ. Tao thì tao nói mày vậy thôi, mày đừng có buồn. Sau này mày không có chồng con thì nó mới lo cho mày để trả ơn. Mày cứu mang mẹ con tao, nhưng mà tao mà chết trước á thì nó giữ lời hứa này thì tao mới yên lòng nhắm mắt. Cảm động quá không? Tao nói hay quá mà khóc rồi phải không? Tao biểu ông Biển, tao nói nó rồi, nó lo cho mày. Mày chết đi á, tiền với vàng á mày để lại cho nó. Không phải, không phải tao nói vậy. Tao biết tao nói vậy là mày phải nín liền thôi. Để lúc tôi chết thì bà cũng không còn mạng đâu. Đúng rồi, thì tao phải chết trước mày rồi. Tao gửi Biển lại cho mày đó. Ha ha ha.